mọi căn phòng đều trở nên sang trọng và rộng rãi hơn. Xin thông báo, bây giờ là 19 giờ. Các bạn đang đến với chương trình quà tặng tri thức, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần Lasta phối hợp thực hiện. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình quà tặng tri thức được phát sóng vào tối thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Kính thưa quý vị, ngày Quốc khánh 2 tháng 9 sắp đến, hàng loạt các hoạt động văn hóa và nghệ diễn ra trên khắp đất nước để chào mừng 62 năm Cách mạng tháng 8 và ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Chắc hẳn chúng ta đều nhớ đến ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình. Hồ Chủ tịch đã đọc bản tuyên ngôn độc lập trước hàng vạn dân của thủ đô Hà Nội, là bản tuyên ngôn của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và nhân ngày sắp đến ngày 2 tháng 9 và để tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong chương trình quà tặng tri thức hôm nay, Đại Nghĩa xin được giới thiệu đến quý vị đôi nét về lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo từ điển Bách khoa Thế giới của Anh đã giới thiệu lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam là mẫu kiến trúc độc đáo nhất thế giới. Vì không nơi nào có công trình xây dựng lăng tẩm lại được xây bằng cát, đá, gỗ, nói chung là vật liệu được chính lòng dân tuyển chọn khắp non sông đem đến công trình. Và có thể thấy giá trị đặc biệt của công trình là ở vật liệu xây dựng. Cát được lấy từ suối Kim Bôi ở Sơn Dương. Cát được lấy từ suối Kim Bôi ở Hòa Bình, đá cuội được lấy từ suối Sơn Dương, Kim Hóa, đá nhồi từ Thanh Hóa, đá hoa từ Chùa Thầy và đá đỏ từ Ngũ Hành Sơn cùng 16 loại gỗ quý ở dọc Trường Sơn. Thưa quý vị, công trình dài 320m, rộng 100m, cao 21,6m, gồm 3 lớp. Lớp dưới tạo thành giáng tâm, nơi đặt thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quanh tầng giữa có nhiều hàng cột vuông bằng đá hoa cương. Tầng cao nhất là mái lăng hình tam cấp, chính giữa có hàng chữ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đá hồng màu mận chính. Quanh lăng có nhiều hàng cây biểu trưng cho nông thôn miền núi Việt Nam như tre Cao Bằng, chò nâu Đền Hùng, hoa ban Điện Biên cùng 240 ô cỏ vuông màu xanh. Phía tây là khu lưu niệm Bảo tàng Hồ Chí Minh và di tích nhà sàn Bác Hồ. Công trình này thật là đặc biệt phải không thưa quý vị? Và với công trình này chúng ta không thể nào tính giá trị theo bằng tiền mà phải bằng tấm lòng của nhân dân. Bởi vì những gỗ đá của cả non sông đã trang trọng dành cho người đã hy sinh, dành trọn cuộc đời cho nền độc lập của Tổ quốc. Và Đại Nghĩa được biết từ ngày thành lập, từ ngày mở cửa đến nay đã có 33 triệu lượt khách viếng lăng, trong đó có 4 triệu lượt khách là khách quốc tế. Và nhân ngày lễ 2 tháng 9 sắp đến, Đại Nghĩa xin chúc cho quý vị và gia đình có những ngày nghỉ lễ thật vui tươi và hạnh phúc. Còn bây giờ thì mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Thưa quý vị, chương trình quà tặng tri thức của chúng tôi gồm có tất cả 3 vòng thi dành cho 50 người tham gia từ phim trường. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn kết nối trực tiếp với quý vị qua số điện thoại của tổng đài 1900 1747 hoặc số điện thoại 0891066888. Còn quý vị cũng có thể nhắn tin về số 8383 với nội dung tin nhắn như sau: QTTT tức là quà tặng tri thức phản trắng và mã vùng cùng với số điện thoại bàn. Và ở đây chúng tôi có tất cả những cô điện thoại viên xinh đẹp này đang nhận những cuộc điện thoại của quý vị, sau đó ghi những số điện thoại đó vào trong những lá thăm và bỏ vào trong lồng cầu này. Và mỗi khi chương trình chúng tôi lên sóng, tôi sẽ rút ra 3 lá phiếu bất kỳ, trong đó sẽ là 3 số điện thoại may mắn của quý vị khán giả. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy đến với vòng thi đầu tiên của chương trình quà tặng tri thức dành cho 50 người chơi tại phim trường cùng với anh Quách Hồ Ninh. Xin mời. Không chỉ là tưởng tượng, đâu chỉ là ước mơ, sống với cảm xúc thật, từng khoảnh khắc nâng niu, chỉ một sự lựa chọn. IDs 133 Cách mạng tháng 8 quận 3. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 1 của trò chơi quà tặng tri thức. Và bây giờ xin mời quý vị hãy chứng kiến phần tham gia trò chơi của 50 bạn đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Xin hân hoan chào đón tất cả các bạn. Mong rằng các bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong trò chơi ngày hôm nay. Và chương trình của chúng ta sẽ có 3 vòng. Mỗi vòng các bạn sẽ trả lời một câu hỏi. Nếu như bạn nào trả lời đầy đủ cả 3 câu hỏi của 3 vòng thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng của chương trình, đó là 15 triệu đồng. Chúng ta có tất cả là 10 giây để suy nghĩ, 3 giây để chọn đáp án.
Các bạn nhớ là chỉ có 3 giây thôi, cho nên là bấm cho nhanh, quyết định cho lẹ. Nếu như vượt ngoài 3 giây thì máy tính sẽ công nhận câu trả lời của các bạn. Và như thế thì các bạn sẽ phải ngừng cuộc chơi tại đây. Bây giờ nếu các bạn đã sẵn sàng thì tôi sẽ đọc nội dung câu hỏi vòng 1 này. Câu hỏi vòng 1 có nội dung như sau. Quốc gia nào có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới? A. Nước Nga. B. Iran. C. Iraq. Và D. Kuwait. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết giờ rồi. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. Ba giây của chúng ta đã trôi qua, các bạn đã có đáp án chưa nào? Ở đáp án A có 18 bạn. Đáp án B có 1 bạn. Đáp án C có 10 bạn. Và đáp án cuối cùng, đáp án D có 21 bạn. Bây giờ là giờ phút chúng ta sẽ biết xem vòng 2 sẽ có bao nhiêu bạn được tham gia. Câu trả lời chính xác của câu hỏi này đó chính là đáp án A. Kính thưa quý vị và các bạn, Nga là quốc gia có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới và có trữ lượng dầu hỏa đứng hàng thứ 8 trên thế giới. Xin chúc mừng 18 bạn đã chọn đáp án A. Các bạn được bước tiếp vào vòng trong. Rất lấy làm tiếc phải nói lời chia tay với những người bạn đã không chọn đáp án A. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Còn bây giờ là thời gian dành cho những khán giả xem đài cùng chúng ta tham gia trò chơi. Nào, xin mời quý vị. Xin chúc mừng 18 người chơi đã giành chiến thắng ở câu hỏi vừa rồi để tiếp tục bước vào vòng trong của chương trình quà tặng tri thức. Thưa quý vị, ở vòng thi đầu tiên từ 50 người mà bây giờ chỉ còn có 18 người thôi, câu hỏi cũng hơi khóc búa phải không ạ? Như thế thì đến vòng 2, vòng 3, câu hỏi của chúng ta sẽ còn khó khăn hơn nữa đó. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ xem 18 người chơi này sẽ tiếp tục chiến đấu với những câu hỏi tiếp theo như thế nào nha. Còn bây giờ là thời gian dành cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà. Quý vị đừng rời khỏi chỗ ngồi của mình. Hãy chờ một chút xíu, Đại Nghĩa sẽ quay lòng cầu và sẽ tìm xem ai sẽ là người may mắn đầu tiên trong chương trình hôm nay. Có rồi đây thưa quý vị, một lá thăm may mắn đầu tiên. Số điện thoại mà Đại Nghĩa cầm trên tay là số 0829633000. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại này đã trở thành người chơi tại nhà đầu tiên trong chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Thưa quý vị, và trong khi chờ đợi vị khán giả may mắn đầu tiên này thì chúng ta hãy cùng điểm sơ qua 8 bảng logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Logo đầu tiên, trung tâm điện máy Idea, đúng hàng đúng giá, đủ hàng đủ hiệu. Logo thứ hai, Samsung, không có gì là khó tưởng tượng. Sony, riêng một bản sắc. Toshiba, tiên phong trong công nghệ. Logo thứ 5, Hermes, tất cả cho cuộc sống. Sanyo, luôn vì môi trường. Chúng ta đến với logo thứ 7, LG, cuộc sống tốt đẹp. Và logo cuối cùng thưa quý vị, Olympus, tâm nhìn của bạn, tương lai của chúng tôi. Thưa quý vị, đó chính là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Và đằng sau 8 logo này đó là gì? Đó chính là 8 phần quà hấp dẫn dành tặng cho quý vị khán giả. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khán giả may mắn đầu tiên trong chương trình hôm nay. Alo, xin chào vị khán giả đầu tiên ạ. Alo, xin chào Đại Nghĩa. Xin chào anh ạ. Anh hãy giới thiệu đôi nét về bản thân của mình đi ạ. Tôi là Nguyễn Văn Đoàn, là phường 6 Tân Bình,
Dạ. À, thì cũng làm bên ngành xây dựng á. Dạ. Đi thi công á, bên công ty Thành Tuấn á. Dạ. À, anh Đoàn rất vui được gặp tham gia chương trình quà tặng trí thức. Vâng, chúng tôi cũng rất vui khi được chào đón anh trong chương trình ngày hôm nay. Và qua điện thoại thì Đại Nghĩa nghe giọng của anh Đoàn nói là giọng Hà Nội. Vậy thì không biết có phải anh Đoàn sinh ra ở Hà Nội không ạ? Dạ, tôi thực chất là cái gốc thì ở Hà Nội, nhưng mà thực chất thì ở sống ở miền Nam. Dạ. À, anh Đoàn ơi, không biết rằng năm nay anh Đoàn được bao nhiêu tuổi rồi ạ? À, hôm nay mình được 47 tuổi. 47 tuổi rồi. Dạ. Vậy thì không biết rằng cái ngày lễ 2 tháng 9 năm 1945 đối với anh Đoàn có ý nghĩa như thế nào ạ? À, thì hồi đó thì nghe nói 2 tháng 9 là mừng lắm. Thời hồi nhỏ mà đi học á, thì khoái lắm, nghỉ. Là được nghỉ học phải không ạ? Thì sau này á, thì mình học thì mình mới biết được là những ngày lễ đó là nó mang ý nghĩa đặc trưng, là ngày lại đại lễ của dân tộc. Dạ. Nó mang rất nhiều cái mà mình phải nhớ đến công ơn của các vị cha ông, nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vâng thưa anh, bất cứ ai là người Việt Nam thì chúng ta đều có quyền tự hào về ngày lễ này, phải không anh ạ? Dạ đúng rồi. Vâng, phải... còn bây giờ thì mời anh hãy đến với chương trình chúng tôi bằng cách lựa chọn một trong 8 logo ở đây ạ. Dạ, chắc chọn là Sony ạ. Anh chọn logo Sony. Dạ. Và chúng ta cùng xem phần quà dành cho anh là gì nhé. Dạ. Đó chính là máy nghe đĩa Sony sử dụng một pin sạc 2A, có khe cắm sạc ngay trong máy nghe được CD và MP3. Anh ơi, anh cảm thấy phần quà này như thế nào? Ồ, cái này rất tuyệt vời. Anh có thường xuyên nghe nhạc bằng những cái máy đĩa này không ạ? Dạ có anh ơi, nghe rất nhiều. Nếu như thế thì nếu như ngày hôm nay anh nhận được phần quà này thì anh sẽ sử dụng phần quà này cho bản thân mình hay là chia sẻ phần quà này đối với ai? Chắc chắn là mình và gia đình sẽ phải sử dụng cái đó rồi. Thứ nhất là nghe nhạc, cái thứ hai là có thể là cho con gái để nó học anh văn ví dụ vậy đó. Nếu như thế thì ngay bây giờ chắc có lẽ gia đình anh cũng như con gái của anh đang rất hồi hộp và chờ đợi câu hỏi của chương trình đúng không? À đúng rồi. Bây giờ mời anh bình tĩnh lắng nghe câu hỏi nha. Bác Hồ đã viết bản tuyên ngôn độc lập ở tỉnh thành phố nào của nước ta? Anh có 4 sự lựa chọn: A. Tuyên Quang, B. Thái Nguyên, C. Hà Nội và D. Huế. Anh có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Chọn số 1 Tuyên Quang. Anh chọn đáp án A là đáp án Tuyên Quang. Vẫn còn thời gian, anh muốn thay đổi không ạ? Dạ không. Anh vẫn dứt khoát là chọn đáp án A, đáp án Tuyên Quang. Anh tin rằng mình bao nhiêu phần trăm là giành chiến thắng? Chắc cũng phải 70-80%. Như thế là cũng rất tự tin đúng không? Dạ. Thế thì bây giờ anh xem sự tự tin của anh có chính xác hay không nha. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, Bác Hồ rời Tân Trào về Hà Nội. Bác đã ở tại ngôi nhà 48 Hàng Ngang, Hà Nội. Tại đây, Bác đã viết tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Như thế, đáp án chính xác của chúng ta phải là đáp án C, tại Hà Nội, chứ không phải là tại Tuyên Quang đâu thưa anh. Ôi, hình như bây giờ thì lại nghe đầu dây bên kia đang có một sự tiếc nuối rất là nhiều, phải không ạ? Tuyên Quang là ôi xẻo. Rồi, tôi nghe là bà xã. Ôi, anh ơi, anh nói với người thân của mình rằng đừng buồn nha. Bởi vì chương trình chúng tôi sẽ không hạn chế số lần đăng ký. Nếu như chúng ta thất bại lần này, anh vẫn có thể gọi điện thoại và đăng ký. Biết đâu trong những lần sau anh sẽ là người may mắn. Dù sao thì anh cũng là người may mắn trong chương trình ngày hôm nay, trở thành người chơi tại nhà đầu tiên của chương trình. Xin chúc anh cùng với gia đình có những ngày nghỉ lễ thật vui và hạnh phúc. À, xin cảm ơn bạn nghe về chương trình. Xin chào tạm biệt anh ạ. Thưa quý vị, còn bây giờ mời quý vị hãy cùng quay trở lại với phim trường, gặp gỡ với 18 người chơi tại đây, cùng nhau bước vào vòng 2 của chương trình quà tặng tri thức. Xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình quà tặng tri thức với số điện thoại của tổng đài 1900 1747 đang chờ đón sự đăng ký tham gia của quý vị. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại này vào bất cứ ngày nào trong tuần và bất cứ lúc nào. Chúng tôi luôn chờ đón sự đăng ký tham gia nhiệt tình của quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với 18 bạn đi vào nội dung của câu hỏi ở vòng 2 này. Câu hỏi như sau: huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa nổi tiếng với nghề thủ công nào? A. Điêu khắc đá, B. Làm nón, C. Làm chiếu và D. Dệt lụa. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ.
Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. Ba giây ngắn ngủi đã trôi qua rồi. Và bây giờ chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A không có bạn nào. Đáp án B có 1 bạn. Đáp án C có 16 bạn. Ở đáp án D thì chỉ có 1 bạn mà thôi. Chúng ta xem sẽ có bao nhiêu bạn được bước tiếp vào vòng 3. Đáp án chính xác của chúng ta ở cơ hội này đó chính là đáp án C. Chiếu Nga Sơn cùng với Chiếu Hới, Thái Bình, Tiên Kiều, Hưng Yên nổi tiếng trên khắp cả nước. Như vậy là 16 bạn chọn đáp án C, các bạn sẽ được bước tiếp vào vòng 3 của chương trình để tranh tài xem ai sẽ là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Xin chia tay với hai bạn đã không chọn đáp án B. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Rất mong gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Còn bây giờ là thời gian dành cho những khán giả đang xem truyền hình tại nhà. Hãy cho chúng tôi biết vị khán giả may mắn tiếp theo là ai nào. Anh Quách Thuận Ninh thân mến, không chỉ riêng mình anh đang rất hồi hộp nóng lòng chờ đợi đâu, mà ở đây Đại Nghĩa cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà đều đang rất nóng lòng không biết ai sẽ là người may mắn tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Thế nhưng trước khi gặp gỡ người khán giả thứ hai này, Đại Nghĩa xin được gửi lời chúc mừng đến 16 người chơi ở vòng thi vừa rồi đã xuất sắc giành được trả lời đúng và tiếp tục bước vào vòng trong của chương trình. Còn bây giờ thì quý vị khán giả, chúng ta cùng chờ xem người khán giả may mắn thứ hai là ai nhé. Là một công việc rất quen thuộc thưa quý vị, đó là quay lồng cầu rồi sau đó đảo đều tất cả những lá phiếu này lên, bắt ra một lá phiếu bất kỳ. Ai sẽ là người may mắn tiếp theo đây? Mời quý vị lắng nghe. Số điện thoại mà Đại Nghĩa cầm trên tay là số 0874606691. Xin mời phòng máy giúp chúng tôi liên lạc với vị chủ nhân của số điện thoại này nha. Thưa quý vị, trong khi chờ đợi để gặp gỡ người khán giả may mắn thứ hai thì quý vị đừng quên tiếp tục kết nối ngay với chương trình chúng tôi qua số tổng đài 1900 1747 hoặc số điện thoại 0891066688 hoặc nhắn tin về số 8383. Và ở đây những cô tổng đài viên chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận những cuộc điện thoại của quý vị gọi đến với tham gia chương trình. Và chúng ta vẫn còn một cơ hội nữa, biết đâu ở vòng thi tiếp theo quý vị sẽ là người may mắn thì sao. Và bây giờ đã có tín hiệu liên lạc với người khán giả thứ hai. Alo, xin chào vị khán giả thứ hai của chương trình hôm nay. Alo. Anh chào Đại Nghĩa. Vâng, xin chào chị ạ. Chị hãy giới thiệu về mình đi ạ. Tôi tên Nguyễn Thị Thu Nguyệt, 43 tuổi. Chị Nguyệt ơi, công việc hiện nay của chị là gì? Dạ, ở nhà nội trợ, xong rồi lãnh hàng về may thêm. Dạ, một công việc của người nội trợ. Và chị Nguyệt ơi, sắp tới ngày lễ 2 tháng 9 rồi, thì không biết rằng chị đã có kế hoạch gì cho gia đình của mình chưa ạ? Dạ, cũng ở nhà, rồi xong rồi nấu nướng gì cho mấy đứa ăn vậy đó. Không có đi chơi. Không lâu chơi hết mà chỉ ở nhà nấu nướng thôi. Dạ. Sẽ có một buổi tiệc sum vầy quây quần cùng với gia đình thật là đầm ấm phải không ạ? Dạ. Vâng, chúc chị cùng với gia đình có một buổi tiệc thật là vui trong ngày lễ sắp tới nha. Dạ. Và bây giờ thì mời chị hãy đến với chương trình chúng tôi bằng cách lựa chọn một trong 7 bảng logo còn lại có mặt ở đây. Dạ, chọn Samsung ạ. Chị chọn logo Samsung. Phần quà dành cho chị đằng sau logo này là gì đây? Đó chính là TV Samsung Slim Fit 21 inch kiểu dáng LCD, nhỏ gọn chỉ bằng 1/3 TV thường. Chị ơi, Đại Nghĩa biết chắc rằng ở nhà chúng ta đã có TV rồi. Nếu thế thì khi có một thêm chiếc TV nữa thì chị sẽ làm gì ạ? Cho ông xã để xác câu hỏi này nha. Thì phần quà này sẽ là một món quà thật sự ý nghĩa dành cho ông xã của chị trong ngày quốc khánh 2 tháng 9 sắp tới đây. Chị có đồng ý không nào? Dạ. Thế thì bây giờ mời chị lắng nghe câu hỏi mà chương trình đưa ra. Nước nào ở châu Âu phát triển ngành sơ tầm sớm nhất? A. Ý. B. Áo. C. Pháp. Và D. Hy Lạp. Chỉ có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho chị bắt đầu. Đáp án nào ạ? Hy Lạp ạ. Hy Lạp. Chị muốn thay đổi không? Mới còn thời gian. Dạ không. Và bây giờ có muốn thay đổi cũng không còn kịp nữa, bởi vì đồng hồ thời gian đã kết thúc. Chị chọn đáp án D, đó là Hy Lạp. Không biết rằng vì sao chị lại nghĩ Hy Lạp ạ? Dạ,
Tại chọn đại thôi chứ cũng không biết. Chọn đại thôi à? Trong 4 đáp án A, B, C, D, thấy đáp án nào cũng có là có thể là đáp án chính xác đúng không mà? Dạ. Và chọn đại đáp án gì làm? Chẳng tùy thuộc vào vận may của mình. Chị có tin rằng vận may sẽ mỉm cười với chị không? Dạ, hy vọng như vậy ạ. Hy vọng vậy. Và thì bây giờ lắng nghe đáp án xem vận may có mỉm cười với chị hay không nha. Vào thế kỷ thứ tư, nghề dâu tằm được thiết lập ở Ấn Độ và được xuất khẩu sang Roma, Ý. Đến thế kỷ thứ sáu, người Roma đã học được kỹ nghệ sản xuất tơ và tơ đã được sản xuất ở châu Âu đầu tiên ở đất nước này. Người Roma hoàn toàn chiếm lĩnh trong lĩnh vực sản xuất tơ tằm ở châu Âu. Từ Ý, dâu tằm được phát triển tới Hy Lạp, Áo và Pháp. Như thế đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án A, đáp án Ý. Chị ơi, chị có tiếc lắm không? Dạ tiếc. Bây giờ thì chị có muốn chia sẻ điều gì với chương trình không nào? Dạ, cũng không biết. Ôi, Đại Nghĩa có thể cảm nhận được sự tiếc nuối của chị qua đầu dây bên kia. Nhưng mà Đại Nghĩa vẫn nói một điều hết sức quen thuộc rằng đừng buồn, chờ chương trình chúng tôi vẫn tiếp tục mở cửa dành tặng cho những người trả lời sai như chị đây. Bởi vì chương trình chúng tôi vẫn tiếp nhận những cuộc điện thoại của quý vị gọi đến. Lần sau, biết đâu sẽ là chị thì sao, vẫn tiếp tục kết nối chị nha. Xin chào tạm biệt chị và xin cảm ơn chị đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì quý vị khán giả thân mến, Đại Nghĩa xin chạm tạm chia tay với quý vị trong ít phút. Bởi vì chúng ta sẽ đến với trường quay gặp gỡ với 16 người chơi còn lại ở chương trình này. Tiếp tục bước vào vòng 3, vòng cuối cùng của chương trình Quà Tặng Tri Thức. Chúng ta đang bước vào vòng 3 của chương trình với phần tham gia của 16 bạn. 16 bạn này sẽ tranh tài xem ai sẽ là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Trước khi tự đọc nội dung của câu hỏi vòng 3, chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện nhỏ với các bạn ấy. Và bây giờ câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu với người bạn ngồi ở máy số 17. Xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu một chút về mình? Dạ, em chào anh. Dạ, em xin giới thiệu với quý vị khán giả, em tên là Phan Quốc Tú, hiện em đang làm giám sát xây dựng. Sở thích của em là dắt bạn gái đi dưới trời mưa. Lãng mạn, quá lãng mạn đúng không nào? Vì sao bạn lại thích là dắt bạn gái đi dưới trời mưa? Vì có lần mình đi với bạn gái mình nói là em thích đi dưới trời mưa, nên mình cũng thích luôn ạ. À, nghĩa là vì bạn gái của bạn ấy thích chứ không phải là bạn ấy thích, cho nên là mình chiều lòng bạn gái thôi đúng không nào? À bạn ơi, thế tại sao bạn lại đến với chương trình Quà Tặng Tri Thức ngày hôm nay? Dạ, em xem chương trình Quà Tặng Tri Thức nhiều lần rồi và em rất thích chương trình này ạ. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói chuyện với người bạn. Bạn ở số 29. Xin chào bạn. Xin chào Ninh ạ. Bạn có thể cho chúng tôi biết một chút về mình? Mình tên là Cường, hiện đang là sinh viên của trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến một ngày lễ trọng đại của dân tộc chúng ta, ngày 2 tháng 9, một ngày hội toàn dân. Trong lòng bạn cảm xúc như thế nào? Dĩ nhiên thì em cũng rất là mong cho chóng đến ngày lễ đó, tại vì đó là dịp để mình đi chơi mà. Và thì cũng là dịp để mình tưởng nhớ đến cái ngày thành lập đất nước Việt Nam của mình. Bạn Cường thân mến, qua những bài học lịch sử nè, rồi qua những tác phẩm văn học thơ ca, những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng mạnh mẽ nhất của bạn về ngày 2 tháng 9 là như thế nào? Nói về ngày 2 tháng 9 thì ấn tượng mạnh mẽ nhất của em là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và vậy thì em sẽ tặng cho khán giả và anh Ninh một bài thơ nói về Bác Hồ, đó là bài Không Ngủ Được. Rồi bây giờ chúng ta hãy nghe bài thơ Không Ngủ Được. Một canh, hai canh, lại ba canh, chằn chọc bân khuân giấc chẳng hành. Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt, sao vàng năm cánh mộng hồn quanh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đây là bài thơ trích trong tập thơ Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc, người đã dìu dắt Việt Nam chúng ta có được những ngày vẻ vang như hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của câu hỏi ở vòng 3 này. Chiếc la bàn xuất xứ từ quốc gia nào? A. Ả Rập. B. Trung Quốc. C. Mỹ. Và D. Anh. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết giờ.
Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. Hết giờ, 3 giây trôi qua rồi. Và bây giờ chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Đáp án A, không có bạn nào chọn. Đáp án B có 13 bạn. Đáp án C cũng không có bạn nào chọn. Đáp án D có 3 bạn. Và bây giờ chúng ta xem sẽ có bao nhiêu người được nhận phần thưởng 15 triệu đồng. Đáp án chính xác của chúng ta đó chính là đáp án B. Xin chúc mừng. Chúc mừng 13 bạn đã chọn đáp án B. Như vậy là các bạn đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Xin chúc mừng các bạn. À, kính thưa quý vị, lịch sử chiếc la bàn bắt đầu hơn 1.000 năm trước công nguyên, do người Trung Quốc khám phá ra nguyên tắc và từ từ phát triển thêm. Các nhà hàng hải Trung Quốc thời bấy giờ đã sử dụng la bàn trong các chuyến đi biển để định hướng, tránh bị lạc đường. Và bây giờ là thời gian dành cho những khán giả xem truyền hình tại nhà cùng tham gia trò chơi. Nào, xin mời quý vị. Thưa quý vị, và kết quả cuối cùng là 13 người chơi đã giành chiến thắng ở vòng thi vừa rồi với phần thưởng là 15 triệu đồng. Và với phần thưởng 15 triệu đồng chia đều cho 13 bạn thì ít ra các bạn có được một phần chi phí dành cho những ngày nghỉ lễ sắp tới của mình. Xin chúc mừng các bạn. Còn bây giờ là phần dành cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà. Chúng ta cùng tìm xem ai sẽ là người may mắn cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Đại nghĩa sẽ bóc một lá phiếu nằm ở cuối đáy lồng. Có rồi đây. Bây giờ thì mời quý vị hãy chú ý lắng nghe thử xem số điện thoại này có phải là số điện thoại của nhà mình hay không nha. Số điện thoại mà đề nghị cầm trên tay là số 08 210 3068. Và đó chính là số điện thoại của vị khán giả cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời phòng máy giúp chúng tôi liên hệ với vị khán giả này nha. Thưa quý vị khán giả, ở hai vị khán giả đầu tiên, chúng ta rất tiếc là đã chưa đưa được câu trả lời chính xác. Vì thế hai phần quà của chúng tôi vẫn nằm lại với chương trình. Đó là một điều hết sức đáng tiếc. Và chúng ta hãy cùng mong rằng ở người khán giả may mắn thứ ba này sẽ trả lời thật chính xác, mang một phần quà của chương trình về nhà để làm niềm vui trong những ngày nghỉ lễ sắp tới. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khán giả cuối cùng trong chương trình hôm nay. Alo, xin chào vị khán giả cuối cùng ạ. Alo, em chào anh Đại Nghĩa ạ. Xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu về mình đi nào. Dạ, em tên là Âu Thị Minh Thảo ạ. Hiện em làm nhân viên văn phòng tại công ty cổ phần xây dựng Thành Hưng ạ. À, bạn Minh Thảo đang làm ở công ty xây dựng đúng không ạ? Dạ vâng ạ. À, bạn Minh Thảo ơi, bạn có thường xuyên theo dõi chương trình của chúng tôi không nào? Dạ có ạ. Và khi bạn theo dõi chương trình thì bạn có thường xuyên trả lời những câu hỏi của chúng tôi hay không? Dạ vâng, có ạ. Xác suất bạn trả lời đúng là bao nhiêu phần trăm ạ? Khoảng 80 ạ. 80%, thế là cũng khá vâng. Cao đó bạn ạ. Bạn có tin rằng trong ngày hôm nay câu trả lời mà chúng tôi đưa ra, bạn sẽ trả lời nằm trong xác suất 80% chiến thắng đó, bạn có tin thế không? Dạ, em hy vọng thế ạ. Nếu thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem nha. Thế nhưng trước khi đến với câu hỏi, bạn hãy lựa chọn một logo cho mình đi. Em chọn logo LG ạ. Logo LG, và chúng ta cùng nhau khám phá phần quà đằng sau logo này. Đó chính là máy giặt LG, lồng ngang 7kg, có lồng giặt bằng inox, chống nhăn quần áo, có thể chọn chế độ giặt nước nóng và lạnh. Bạn nghĩ sao về phần quà này? Rất tuyệt ạ. Rất tuyệt vời. Ở nhà bạn đã có máy giặt chưa ạ? Dạ có rồi ạ. Chắc chắn là có rồi, bởi vì máy giặt bây giờ cũng là một vật dụng hết sức thông dụng trong các gia đình chúng ta. Thế nhưng khi có thêm một phần quà này nữa thì bạn dành phần quà này cho ai? Hoặc là bạn sử dụng nó làm gì?